Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn của chị Tiền có lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai giống mai ghép giống siêu bông bình lợi với lại nhiều ngọc toàn ha. Mất giá siêu ưu đãi luôn cô chú anh chị, chỉ từ 550 ngàn một cây là chị Tiền bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Thì mong cô chú anh chị mình xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha. Không làm mất thời gian nữa em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Tiền để chị Tiền chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi em chào chị Tiền ha. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ạ. Rồi hôm nay trở lại kênh em có hai giống mai giao lưu với các cô chú anh chị ha. Là gồm có là siêu bông bình lợi với nhị ngọc toàn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây đầu clip của em là mã 1C là một cây siêu bông bình lợi ạ. Cây này có củ đế rồi luôn cô chú anh chị ha. Cây đang đi đọt rất là tốt luôn cô chú anh này chị. Này em bà bảo hành giống cho các cô chú anh chị ha. Rồi hoành là được 20 ạ. Rồi. Cây đi đọt. Củ của nó là được 24. Chiều cao của nó là 54. Tán ngang của nó là được 60. Rồi cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi. Cái này em báo giá là em đã bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị rồi ạ. Rồi cây này đi thêm hai cây đọt nó là bự lắm nha cô chú anh chị. Đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo 2C cũng là cây siêu bông bình lợi luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Xin thông số cây này luôn chị ha. Cái này đi hai cơ đọt nó là ngon lắm nha. Hoành là được 18 ạ. Đang đi cơ tiếp theo nè. Chiều cao của nó là 67. Rồi. Ngang của nó là được 40. Rồi cây 2C này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3C. Mã số 3C cũng là một cây bình lợi luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này đang đi đọt sung khỏe lắm nha các cô chú anh chị. Có tàn rồi luôn cô chú anh chị ha. Có đọt, đi đọt ngon lành ha. Củ đế có. Hoành là 17 ạ. Rồi. Củ của nó là được 24. Rồi. Chiều cao là 42. Rồi. Ngang của nó là 36. Rồi. Rồi cây 3C này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 ạ. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số. Mã số 4C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này đi đọt khá là ok luôn. Bởi vì mình ngắt đọt cô chú anh chị ha. Nè, ngắt đọt nó. Nó bung chẹo. Rồi hoành là được 20. Chiều cao của nó là được 70 ạ. Tán ngang của nó là được 50. Rồi. Rồi cây 4C này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 6C. Ủa 5C. Mã số 5C nha các cô chú anh chị. Viết số này giờ nước không rồi viết nó không ấy. Rồi. Rồi 5C cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn ạ. Có cũ luôn ha. Rồi thông số luôn nha chị. Hoành được. Hoành là được 14 ạ. Rồi. Cái cũ của nó là được 23. Chiều cao của nó là 48. Ngang của nó là 64. Rồi. Rồi cây 5C này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6C. Mã số 6C. Rồi. 6C cũng là một cây bình lợi luôn ạ. Cây có tàn luôn cô chú anh chị ha. Bo khá là già luôn ha. Cây đi đọt rất là sung ha. Vì mình bấm ngọn cho nó nhảy chèo nha cô chú anh chị. Hoành là được 20 ạ. Rồi cây này ghép khá là nhiều bo nha. Chiều cao dựng cái ngọn lên ha. Đôi vậy đi. Chiều cao là 75 ạ. Rồi. Tán ngang là được 46. Rồi. Rồi cây 6C này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã 7. Số 7C. Rồi. 7C cũng là một cây bình lợi luôn ạ. Cây gốc to cô chú anh chị ha. Tàn có luôn. Cái này ghép cũng khá nhiều bo cô chú anh chị ha. Hoành là được 17 rưỡi ạ. Rồi. Chiều cao là 57. Ngang là 50. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã 8C. Số 8C. 8C là một cây nhị ngọc toàn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi không số cái này luôn hả chị. Hoành là được 16 ạ. Rồi. Củ của nó là được 30 ạ. Chiều cao của nó là được 47. Tán ngang của nó là được 51. Rồi.
Rồi cây mã số 8 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 600 ạ. Rồi đã cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 9C. Mã số 9C cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Rồi bo khá là già cô chú anh chị ha. Rồi thông số cây này luôn chị ha. Hoành là được 21 ạ. Rồi. Chiều cao là được 53. Tán ngang là được 57. Rồi cây 9C này em cũng giao lưu với các cô chú anh chị là 600 ạ. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10C. Rồi. 10C cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cây lùng lùng mà có củ đá cô chú anh chị ha. Nghe cái củ cũng bố. Rồi, thông số luôn chị ha. Rồi bo nè cô chú anh chị ha, bo già cực kỳ nha cô chú anh chị. Hoành là được 17 ạ. Củ của nó là được 23. Chiều cao của nó là được 40. Tán ngang của nó là được 50. Rồi cây 10C nè em giao lưu với các cô chú anh chị là. Rồi cây 10C nè em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 ạ. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của em là 0367311849. Cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi em thay mặt cho kênh cũng như chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà nha clip tiếp theo ạ.